nha. Rồi, thôi thôi thôi. Nào. Tí một nha. Cá ngồi yên đi, nằm yên, nằm yên. Uống ngon lắm. Uống đi, hơi đắng tí thôi, không có gì. Rồi, rồi rồi, ngon lắm. Uống thuốc tiếp nha. Khuẩn đuối nhỉ, uống nhanh khuẩn không, bố tay xuống đi, bố nút cho, đừng có cầm đổ đổ lại đổ ra giường đổ nữa. Đang nằm như này, nằm im nha, bố cho uống thuốc. Ngon lắm. Đó, cao không thấy đỡ đấy. Thôi đừng đừng cầm này, cầm là đổ này, từ từ bố cho uống. Uống thuốc đi cho đỡ. Đỡ, bố tay ra đi, bố tay ra. Ca khoan cho bạn. Sắp sắp xong rồi. Ca ca ngồi ngoan ngoan. Đó, mẹ bảo là ca con ca tự đi tắm rồi bị cảm lạnh đúng không? Đừng ca ngồi thẳng xuống nào. Con cứ là cái thuốc nên có hơi đó, thấy giờ đổi chưa? Hơi có vị ngọt ngọt tí nên ca thích cũng cũng dễ uống. Nha. Chắc mấy bữa nay từ sáng giờ là anh không không nhắc anh rồi, bắt đầu bây giờ hơi đuối đi, đúng không? Uống thuốc giờ tí nữa là bố pha cháo cho anh nha, cho ca ăn cháo nha. Đó, sắp xong rồi này, còn tí nữa thôi, cố đi nào. Rồi rồi, tí nữa tí nữa tí nữa, cố lên. Một tí nữa nè. Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi này. Rồi rồi, ca rối nha, rối quá. Tay hơi lạnh nha, ca nằm im đây nha. Để bố lấy cái nhiệt kế rồi bố đuôi cho ca. Ca nằm im đấy nha, hoàn đi, sắp cuối đấy. Nằm im đấy đi nha. Nằm im đấy đi. Nằm xuống bố đuôi nhiệt kế nha. Rồi, nằm im, sắp khỉa rồi. Không, cái này không ai ăn được đâu. Đấy mất, rồi kẹp lại. Rồi, ca ca đợi im. Đợi tay như thế này. Rồi, im đấy nha. Chờ một chốc nha. Sắp cuối rồi đó, ngon lắm. Càng ngon lắm. Đợi nha. Đúng rồi, để im đi. Đợi. Uống hết nay thuốc là tầm đến sáng mai là cuối thôi nha. Đứng 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 đứng. Ca đấy im đi. Sắp cuối rồi. Rồi rồi rồi, ngoan ngoan. Ngoan. Phút nữa. Bố xem nha, quay được bao nhiêu này.
cao ý anh em. 38 độ 5 là giảm độ đó, đó bớt bớt nhẹ nhẹ bớt đi đó. Không sao. Nhà sắp cuối rồi đó nhà. Cá gì chắc anh mai là cuối mà. Tay ca ga lạnh để bớt xoa dầu ấm nha. Thơm á. Xoa cái dầu ấm lên để cho đỡ lạnh. Yên ngon. À, đúng rồi, để tay đấy. Tay đấy. Không có gì đâu, xoa cái ấm. Cho cái này ấm là nhanh nhanh khỏi ốm đi. Rồi càng ngồi nhá. Hơi xòa tí nhá. Thơm nhỉ. Đây là dầu nóng để cho biết điểm này trước ấy. Còn nhỏ biết điểm dùng cái dầu này nhanh nên cũng biết điểm ít ít khi ốm lắm. Giữ ấm cho cơ thể ấm đỡ bị cảm. Mùi dầu tràn rồi nha, nằm đây nghỉ nha. Xoa bụng nữa đúng không, bụng nó xoa bụng nữa chuồn tí của bụng đi nha, vùng ngực nha, ngực bụng toàn lông thôi. Cá ngon nhỉ, cá đúng là nằm im như bố xoa đúng không? Xoa bụng như này cho đỡ ốm đúng không? Ấm đúng không? Thôi được rồi, rồi đi. Cá mệt không? Nằm nghỉ tí rồi tí nữa bố pha cháo cho ăn nha. Tay đây nằm im đi, vừa là massage vừa xoa thôi. Chân này nè, xoa chân nè. Đúng rồi, rơi chân lên, nói xòa trần cái là ca rơi cái chân lên. Rồi chân bên đây, chân đây, rơi chân lên này, đúng rồi, rơi lên, rơi hắn lên, rồi. Cắt cái này nha, nằm im ngon chưa? Bây giờ bố nấu cháo.